chào. Cuối tuần em Lan đi mấy chục cái giỏ quần cho đại lý, và hôm nay em Lan giới thiệu những cái mẫu mà đại lý của em Lan lấy ngày hôm nay, chủ yếu là nắp măng cụt và là và nắp qua may thôi nha quý khách. Như cái mẫu em Lan đang cầm trên tay được gọi là mẫu măng cụt không đế. Mẫu này thì hiện tại là đại lý của em Lan yêu cầu để trơn cho nên em Lan không có phát triển gì hết. Mẫu tiếp theo là mẫu chạm tính tinh long lân vi phụng. Ở bên trong em đang có lớp mót cách nhiệt. Lớp mót cách nhiệt này rất là dày, giúp cho ấm trà của mình được nóng lâu hơn và thơm hơn. Ở trên nắp em Lan của em cũng có lớp mót cách nhiệt luôn. Hiện tại thì mẫu tứ linh em Lan chỉ có duy nhất một cây, đó là cây được ấm 1,5 lít. Và tiếp theo là mẫu tứ linh mà nắp là nắp hoa mai. Mẫu tứ linh này thì cũng chỉ có duy nhất một cây thôi, đó là cây đựng ấm 1,5 lít. Mẫu tiếp theo là mẫu chạm ba chữ phúc lộc thọ xung quanh mình, và nắp là nắp bông ma, nắp ma cột. Mẫu này thì hiện tại em Lan có đầy đủ tất cả các cây cho quý khách hàng lựa chọn, từ cây đựng ấm 0,8 lít, 1 lít, 1,5 lít và 2,5 lít. Mẫu tiếp theo là mẫu cũng chạm ba chữ hút lọc thoại, nắp của nó là nắp qua mai. Mẫu này thì cũng có đầy đủ cây cho quý khách lựa chọn luôn. Mẫu này được gọi là mẫu mang cột chạm hai chữ tài và lộc, và đế là đế qua mai. Mẫu này thì em Lan có đầy đủ tất cả các cây cho quý khách hàng lựa chọn, từ cây đựng ấm 0,8 lít, 1 lít, 1,5 lít và 2,5 lít. Khi mua hàng ở bên em Lan lúc nào cũng được tặng kèm theo một cái ấm tết, một cái lon đựng trà và một hộp kẹo dừa. Còn mẫu này là mẫu mới ở bên em Lan, chưa có trên thị trường. Mẫu này thì em Lan cắt sẵn chữ lộc tầng mai, lộc đủ đầy nó ấm suốt quanh năm. Hiện tại thì mẫu này em Lan cũng có duy nhất một cây thôi, đó là cây đựng ấm 1,5 lít. Mẫu này là mẫu